Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Với những nguyên liệu Hải Anh vừa mua thì các bạn có biết rằng là Hải Anh sẽ chuẩn bị món gì ngày hôm nay không ạ? Có cua này, có thịt bò này, có đậu này, có hoa chuối này. Và những ngày trời thu thanh mát như thế này thì lẩu riêu cua cho mâm cơm sóng sánh mùa thu là một sự lựa chọn tuyệt vời cho mâm cơm gia đình. Ở trong chương trình này thì Hải Anh có thể chia sẻ với mọi người nhiều công thức nấu ăn và nhiều món ngon hơn. Với cua thì ngoài những cái giá trị dinh dưỡng và canxi rất là cao thì cua còn đặc biệt là bảo vệ xương gân cốt. Với những cái người mà đấu vật ngày xưa thì cua là một cái thực phẩm mà vô cùng bình dị nhưng mà lại được các đấu vật sử dụng trước trận chiến giống như một liều thuốc bổ. Trước mỗi trận chiến thì người đấu vật luôn uống một bát canh cua đặc để có thể dẻo dai sức lực và bảo vệ gân cốt được trong suốt cả một trận đấu. Lẩu riêu tuy rất đơn giản nhưng để có một nồi lẩu thơm đậm mùi cua đồng thì luôn cần một bí quyết. Và nếu bạn chưa biết bí quyết thì cũng không sao cả. Ngày hôm nay Hải Anh sẽ hướng dẫn cho bạn có một cái bí quyết làm thế nào để có một nồi lẩu riêu thật là ngon. Trước khi chinh phục cái bí quyết của nồi lẩu riêu ngày hôm nay thì Hải Anh sẽ chia sẻ với cả mọi người một chút về đồ ăn kèm nha. Lẩu riêu thì chúng ta sẽ ăn kèm với cả cái bắp bò lõi với mọc. Cái công thức này thì các bạn có thể lấy công thức ở trong cái lẩu bầu tôm, Hải Anh đã để cái công thức mọc rồi. Một chút đậu rán và đặc biệt là các cái chả cá rất là mỏng này thì cho vào nồi lẩu riêu nó sẽ rất là ngon. Nó thêm những cái vị khác biệt, những cái cấu trúc khác biệt để cho chúng ta có một cái bữa lẩu riêu rất là phong phú. Đi cùng với cả lẩu riêu thì có các cái loại rau như là hoa chuối, nấm, giá, mướp, mồng tơi. Đó là những cái mà rất là phù hợp với cả cua. Và bây giờ thì chúng mình sẵn sàng để chinh phục cái bí mật của lẩu riêu chưa ạ? Đầu tiên, ở cái phần nước lẩu thì chúng ta sẽ quan tâm tới phần nền nước cua. Chúng ta sẽ dùng 200g cua pha cùng với cả 2 lít nước và 5g muối. Cái phần để làm sao để có một cái nước lẩu riêu hoặc là lẩu tôm ngon, Hải Anh cũng đã hướng dẫn ở trong cái công thức của lẩu bầu tôm. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo lại. Với lẩu riêu thì nước dùng cua và nước dùng tôm của bầu có chung một cách nấu, có chung một cách làm. Và đây là cái nền tảng rất là quan trọng ở trong cái công thức lẩu riêu. Cua thì chúng ta chỉ lọc sạch và đun để tách cái phần nước và tách cái phần gạch ra như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nước lẩu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xào hành thơm với dầu gấc hoặc màu điều. Trong cái lúc mà phi thơm hành này thì chúng mình sẽ giữ cho cái nhiệt nó đều đều. Và chúng ta sẽ cho gạch cua vào để phi thơm, trưng cái gạch này lên cùng với cả hành để nó tạo cái lớp sóng sánh vàng ở trên cái nồi lẩu riêu. Và đây nó sẽ là mâm cơm sóng sánh mùa thu. Khi mà hành đã thơm, gạch cua đã vàng như thế này thì đây nó sẽ là một cái bước rất quan trọng ở trong cái nồi lẩu riêu mà nó quyết định cái nồi lẩu riêu này sẽ thơm, ngọt, đậm đà như thế nào. Cái phần mắm tôm đi trong công thức này thì mình sẽ cho một nửa vào để phi thơm. Một cái mùi rất đặc biệt. Với cái lượt mắm tôm đầu tiên này chúng ta sẽ chỉ cho một nửa thôi nha. Cho nó thật là thơm lên, nó quyện cùng với cả gạch cua. Đó, khi nó đã thơm lên, nó quyện cùng gạch cua vào như thế này thì chúng ta sẽ cho cà chua vào xào. Cho cà chua nó ngấm đều mắm tôm và gạch cua. Và nó có những cái miếng còn hơi chín nhẹ một chút và nó cũng đã có những cái miếng còn nguyên. Khi cái gạch cua và cái mắm tôm nó đã quyện rất là đều vào cà chua rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho những cái gia vị khác vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho mắm, đường. Và chúng ta đảo đều lên và đun nhẹ một chút để mắm muối đường nó tan hết ra, nó quyện vào nhau. Khi mà các cái gia vị nó đã tan và nó quyện hết vào cà chua như thế này thì mình sẽ đổ nước cua đã lọc vào. Và chúng ta sẽ nhìn thấy này, nước lẩu riêu ngay khi này nó cũng đã có một cái màu vàng sóng sánh bề mặt rồi. Chờ cho cái nước lẩu riêu này sôi lại thì mình sẽ nêm những cái gia vị tiếp theo. Khi cái nước lẩu riêu đã lăn tăn lại như thế này rồi thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo, đó là cho cái phần mắm tôm còn lại vào.
khuấy đều lên. Và ở cái bước này thì chúng ta cần nêm nếm để xem là cái nước lẩu riêu của chúng ta nó đã thật sự vừa chưa. Các bạn có nhìn thấy là ở mặt của cái nồi lẩu riêu nó nổi lên một cái lớp rất là vàng không ạ? Rất là ngon. Cái mùi của cái mắm tôm chưng này, cái mùi của hành ti này, ngọt của cua này, tất cả nó quyện lại với nhau rất là thơm và đậm đà. Bây giờ mình sẽ làm cái bước cuối cùng. Và cái bước cuối cùng này nó sẽ quyết định cái nồi lẩu riêu của bạn có thực sự là ngon và thơm hay không này. Đó là cái phần giấm bỗng. Khi mà nước đã sôi rồi thì cái cuối cùng trước khi ăn nha. Nếu như bạn nấu đến đây rồi mà bạn chưa ăn thì cái giấm bỗng này bạn không có cho vội. Bạn cho giấm bỗng này và bạn ăn luôn thì bạn sẽ cho vào. Rồi, vừa rồi là vừa độ mặn ngọt và bây giờ thì chúng ta sẽ nêm thêm độ chua của giấm bỗng thì Hạnh đã vừa cho giấm bỗng vào đúng không ạ? Nước riêu cua thơm, đậm đà, ngọt, nổi vị giấm bỗng, chua nhẹ, rất là ngon. Và bây giờ thì nồi lẩu đã sẵn sàng. Các bạn có thể nhìn thấy là nồi riêu cua đang sôi sóng sánh vàng vô cùng đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ cho đồ ăn kèm vào để thử xem lẩu riêu hôm nay sẽ như thế nào nhé. Lẩu riêu thơm, chua ngon, đậm đà, vừa đủ, hoa chuối giòn. À, với cả đậu thơm, thịt bò, tất cả quyện lại với nhau thành một cái hương vị rất là đậm đà, khó tả. Như vậy là bí quyết của nồi lẩu riêu cua này tưởng chừng như khó nhưng mà lại không mất quá nhiều thời gian đúng không ạ? Chỉ nắm được những cái bí quyết, những cái kỹ thuật nhỏ trong quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có một cái nồi lẩu riêu rất là thanh ngọt, đậm đà và chua đủ thơm của giấm bỗng. Cả gia đình Hải Anh thì cũng đều đang rất là mong chờ được thử cái nồi lẩu riêu này rồi. Hải Anh xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp mọi người ở trong những cái số tiếp theo của Gói Chọn Thiên Nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen.